Chào tất cả các chị. Em cảm ơn chị Nguyễn Thanh Tâm nha. Em chào chị. Cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi ok. Mọi người bắt đầu vào và chia sẻ like giúp em nhá. Chào chị Loan Lê, em chào chị. Facebook hình như là này nó không có thông báo được các chị ạ. Chán cực, nếu mà nó không thông báo thì rất là tiếc luôn. Vì hôm nay rất nhiều học giả. Cực kỳ nhiều. Chào chị nha, chào tất cả các chị. Rồi các chị vào và chia sẻ like giúp em nhá. Được chưa nào? Chào chị Huyền Trang. Qua được không? Chị ơi, hôm nay không có dồn nha chị ơi. Nếu như mà được 29k là hôm nay chị phải có một sản phẩm thì em mới gửi hàng. Còn nếu như mà không thì là thôi đi ạ. Rồi. Làm sao? Không. Một cái rồi thôi. Một cái rồi, em thấy trước tôi em bảo từ hai cái rồi. Nên là phải... Có thông báo không các chị? Livestream bây giờ không thông báo đúng không? Quá, thế rồi không thông báo rồi bây giờ làm sao bây giờ? Các chị ơi, livestream của em các chị có thấy thông báo không? Hôm nay các chị có thấy livestream của em thông báo về máy các chị không? Em vẫn từ đấy vẫn chưa hiển thị em luôn đúng không? Thông báo không? À vậy. Em cảm ơn chị Nguyễn Thùy Dương. Sang thích uống cái nước đấy không biết. Rồi. Em mới cách đây cỡ khoảng chắc cỡ một tháng em mới biết đến cái nước này nhé. Thực chất là em biết lâu rồi, không nhé, không thông báo đâu à. Chết rồi mọi người ơi, xem là Facebook nó có thông báo về không chứ tình hình như vậy là chết dở luôn. Không thông báo là làm sao mà biết được giờ nào em livestream, giờ giấc em live thế nào. Khổ thật sự luôn đấy. Các chị ơi có thấy Facebook thông báo không nào để em bắt đầu live nhá. Không thấy thông báo ấy. Ôi trời. Không thông báo luôn mày ơi. Không thông báo về máy chị luôn mà. Quá đẹp luôn. Đây nhá. Các chị thấy đẹp chưa? Các chị thấy đẹp chưa? Ấy áo bò nhá. Hôm nay em sẽ xả áo bò cho các chị với giá là 19k thôi. Em không thấy thông báo, chứ không thấy thông báo giờ biết em giao giờ các chị ơi chết rồi. Facebook phải cỡ 2 ngày hôm nay rồi. Không có một giá, không có kiểu thông báo về máy đấy các chị đúng không? Nhiều cái không thông báo luôn. Ui như máy em mà không thông báo đấy các chị, không thông báo một tí gì luôn đấy. Rồi ok. Các chị vào và chia sẻ like giúp em nhá các chị nhá. Đủ mốc là em sẽ bán đấy các chị luôn. Đấy chị ơi không có à, thôi chấp bận một tí đấy. Em mấy hôm nay chắc cả Facebook chỉ lỗi một vài hôm thôi, chắc cả mấy hôm nữa sẽ ổn định lại. Rồi ok nè, các chị vào bắt đầu và chia sẻ like cho em nhá. Hôm nay sẽ xả là các chị đồng giá 19k luôn. Chỉ áp dụng cho những ai chia sẻ với có cái giá này mọi người nha. Còn không chia sẻ là không có đâu. Ok nè. Em thấy chị nhá, rồi chị nào muốn mua áo bò thì mình comment bò và kèm số điện thoại cho em luôn nhá. Chị nào muốn mua áo bò với giá 19k thì comment bò 19k và kèm số điện thoại cho em luôn. Áo này là dành cho những chị nào khoảng từ 40 cân cho đến những chị áo 62 cân là mặc được nhá. Ai lấy cái mã này mình comment cho em áo bò và kèm số điện thoại. Chỉ áp dụng cho những ai chia sẻ livestream được cái này mọi người nhá. Em cảm ơn chị Nhím Ruby rất là nhiều này, em cảm ơn chị nha. Rồi ok, ai lấy thì mình comment lên tay cho em, đây là áo bò. Em cảm ơn. Ok nè. Rồi chị nào lấy đi comment anh tay cho em nhá. Áo bò và kèm xuống lại cho em luôn các chị xem đẹp này. Năm nay cái kiểu này đang là kiểu hot cực kỳ luôn các chị nha. Siêu hot. Comment cho em bò 19k và kèm xuống lại và chỉ áp dụng cho những ai chia sẻ livestream cho mọi người nha. Ai không chia sẻ like là em sẽ không có chốt cái giá này là các chị đâu ạ. Và các chị phải lưu ý này, hôm nay em bán rất là nhiều sản phẩm với giá rẻ này các chị, siêu nhiều, cũng như là toàn những cái sản phẩm hot để bán cho các chị thôi. Thế nên là ai mà chia sẻ like thì em sẽ chốt cho các chị giá rất là rẻ nha mọi người nha.
Ok, em chào chị Phương là ok, Phương Jerry bò này. Rất là nhiều chị comment bò luôn. Ok, các mọi người nhớ là comment bò 19k và kèm số điện thoại làm đúng thủ tục cho em. Chia sẻ cho em đủ 5 lần trên trang cá nhân cộng 10 ở hội nhóm. Đủ là bên em sẽ chốt hàng là các chị nhá. Các chị lưu ý cho em chỉ cần chia sẻ đủ thôi. Đấy, ok này. Bò comment bò và 19k kèm số điện thoại cho em thôi nhá. Chỉ mỗi thế là được rồi. Đấy, áo bò này các chị không? Nó là form rộng. Các chị chơi này, áo bò này nó là form rộng nhưng nó không phải là cái loại form mà bé tí. Các chị phải lưu ý cho em này, form bé tí mặc nó sẽ ôm vào người nhưng đây nó sẽ là form rộng. Các chị có thể mặc một chiếc áo len dày hoặc là một chiếc áo hoodie dày bên trong cũng ok, không sao cả mọi người nha. Rồi chị nào lấy thì nhanh tay comment lên cho em bò 19k và kèm số điện thoại các chị xem này. Không những nhá, không những hôm nay có áo bò mà hôm nay nó còn có cả bộ luôn. Hôm nay còn có cả bộ để xả cho các chị với giá rẻ luôn. Bộ này hôm nay sẽ bán cho các chị giá cực kỳ sốc, 19.000 luôn. Đồng giá 19k các chị, hôm nay có bộ và áo bò này. Đấy, chị nào thích mua thì chị nào lấy áo bò comment bò kèm số điện thoại kèm 19k nhá. Rồi ai muốn mua bộ thì mình comment bộ 19k. Đẹp chưa? Đẹp cực kỳ luôn, bộ đây nhá. Bộ nhà em là hàng xịn chất vải cực kỳ đẹp luôn. Cái quần của nó chất thích cực kỳ mọi người ơi, nó kiểu chất uni ấy, rất là đẹp. Đấy, ai lấy cái này comment cho em bộ. Bộ và kèm số điện thoại này. Quá xinh luôn, bộ 19k nhá. Khá là lâu rồi em mới lên lại bộ đấy ạ. Mà cái bộ này nhà em các chị biết không, siêu hot luôn. Đấy, ai lấy cái này comment lên tay cho em bộ. Bộ và kèm số điện thoại cho em nha. Ok chị này. Rồi ok, chị nào lấy thì mình comment lên tay cho em nhá. Bộ này, bộ 19k hoặc là bò 19k cho em. Hôm nay sẽ bán like. Hôm nay em sẽ like cho chị hai sản phẩm với giá rẻ này các chị. Chỉ cần các chị làm đúng mã cho em bộ hoặc là bò 19k. Và các chị lưu ý này, mỗi chị chỉ được chốt một chiếc thôi, không được chốt nhiều. Mọi người nhá, mỗi chị được chốt một lần thôi. Mọi người lưu ý cho em nhá, mỗi chị được chốt một lần và nhớ được nghe điện thoại giúp em. Để bên em còn chốt hàng với các chị với giá là 19k. Có bộ và có bò. Các chị thích cái nào thì mình comment lên tay cho em bộ nhá, bộ và bò đấy. Cái nào nó cũng rất là đẹp luôn, cái nào cũng rất là đẹp luôn. Áo bò cũng đẹp và bộ nó cũng đẹp. Đấy, áo bò cũng đẹp và bộ cũng đẹp nha. Nhanh tay chia sẻ cho em đủ 5 lần trên trang cá nhân này, 10 lần hội nhóm cho em là bên em sẽ chốt hàng các chị. Hôm nay em sẽ chốt hàng nhanh thôi để không làm mất thời gian của các chị gái của em nha. Đấy, thế nên là các chị nhanh tay chia sẻ cho em. Hôm nay em còn bán 19k nữa cơ, rất là nhiều sản phẩm. Đủ lên mốc 500 để chia sẻ, em sẽ chốt hàng luôn các chị nha. Ok chưa nào? Đủ 500 để chia sẻ là bên em sẽ chốt hàng là các chị nha. Đấy, thế là các chị gái nhanh tay chia sẻ cho em. Đủ 500 để chia sẻ em sẽ chốt hàng. Mọi người lưu ý nha, đủ 500 để chia sẻ em sẽ chốt hàng. Còn bây giờ là em sẽ chốt được các chị với giá là 19k. Chị nào nhanh tay chia sẻ cũng như là comment thì em mới chốt hàng, chứ không phải là các chị ngồi không ở đây các chị comment 19k là được đâu. Em không có bán kiểu như thế đâu nên các chị lưu ý cho em. Đây, Mai ơi, vào đây. Rồi ok nhá, bây giờ là sẽ bán cho các chị một cái sản phẩm rất là ưu đãi luôn. Nhớ là chia sẻ đủ lên cho em mốc 500. Còn bây giờ này, em chỉ áp dụng cho những ai chia sẻ livestream với cái giá này. Đó là 19k một chiếc áo len. Không ai bán cho chị một cái áo len 19k đâu. Em mới thật sự các chị luôn một điều là như vậy. Thế nên là em qua mẫu bên em không có lên lại. Cũng như là các chị phải comment nhanh tay nha. Chỉ có 19.000 một chiếc áo thôi. Nhớ là chia sẻ nhanh tay cho em mọi người nha. Áo bò và bộ thì mọi người dừng comment cho em khi nào đủ mốc em sẽ chốt. Bây giờ hiện tại còn thiếu 200 để chia sẻ thôi. Thiếu 200 để chia sẻ thôi là đủ rồi. Thế là các chị của em nhanh tay nhá. Còn bây giờ này, em xin phép là bán luôn là các chị cái mẫu rất là hot, cực kỳ hot để em luôn. Các chị xem kẻ đẹp chưa? Kẻ nhìn nó rất là đẹp. Bên đây là kẻ xanh, bình thường là kẻ đen trắng như em đã quá hot rồi. Những cái mẫu đấy thực sự em không có nói luôn, đúng không ạ? Nhưng riêng như cái hàng này, em khẳng định các chị gái luôn một điều là bao hot luôn nha. Mã số 1 và kèm xuống lại cho em luôn. Em bán 90.000 vẫn còn bán được, vẫn còn bán được hết. Nhưng ngày hôm nay các chị chia sẻ livestream cho em thì em lại sai, tại sao lại không bán nữa chị, đúng không ạ? Chị nào lấy cái này comment mã 1 và kèm xuống lại cho em luôn, chứ có 19.000 thôi. Chất liệu của nó là len Montegi nha các chị nha. Hàng form rộng cực kỳ đẹp luôn, các chị nhìn form dáng của nó này. 65 cân đổi lại là mặc vừa trên 40 cân mặc được cho em nhá. Ok, bộ và bò. À, bò và bộ thì bên em sẽ dừng. Còn bây giờ chị nào lấy cái này thì mình comment nhanh tay cho em. Đây là mã số 1 và kèm xuống lại cho em luôn, chỉ có 19 một cái thôi. Ai chia sẻ like cho em là bên em sẽ bán cái giá đấy đó các chị nha. Chị đã được hàng rồi, đẹp lắm. Em ok lắm. Em cảm ơn chị Vũ Thị Bến rất là nhiều. Hôm nay thực sự các chị ôm giọng em khàn lắm rồi. Nên là em chỉ nói bé bé này thôi mọi người nhá. Thế là các chị thông cảm cho em. Nhưng mà
hàng sale thì lại rất là nhiều. Thế các chị tranh thủ comment anh tay cho em mà cái hàng này, có chị xem này, không bao giờ bị bong được, em đảm bảo khẳng định luôn. Ok, lúc là chị Thanh Tâm một cái, ok Loan Tê một cái, ok chị Tiểu Toan một cái kem bông mùa đông, ok lúc là chị Hồng Nga hai chiếc, ok chị Vi Hoàng một cái, ok chị Kiều Mi một cái, lúc là chị luôn này, mã 1 và kèm số điện thoại cho em luôn nhá. Ô chị anh ấy lên trên nhà đóng hàng ấy. Không đi qua. Ừ, Quang đứng lên đi. Rồi chốt Hồng Nga hai cái này, ok chị này. Quang chốt cho chị Hồng Nga, à Quang chốt Hồng Nga. Ai nhầm. Hồng Nga chốt hai cái, ok chốt chị này. Rồi chốt cho Nguyễn Thủy Dương mã số 1 này. Ok chị Minh Trần một cái mã 1, ok chị này. Comment mã 1 và kèm giống lại cho em. Ok Nguyễn Huyền một cái, rồi ok chị luôn. Chị đặt hàng rồi đẹp lắm, em cảm ơn chị Diệu Tuệ rất là nhiều nha. Các chị xem này, hàng thì em bán giá rất rẻ, chỉ có cỡ 60.000 đổ lại thôi. Nhưng mà các chị xem này, toàn lại feedback rất là tốt luôn đúng không mọi người, đúng không ạ? Ok này, chị nào lấy mã 1 thì comment anh tay cho em. Đây là áo màu xanh mọi người nhá, kẻ màu xanh rất là đẹp. Nhà em sale giá chỉ có 19.000 thôi. Và chỉ áp dụng cho những ai chia sẻ livestream. Mọi người nghe rõ nha. Ok mọi người nhớ này, đặt hàng nhà em thì các chị gái phải comment cho em số điện thoại. Bây giờ các chị đặt hàng không comment số điện thoại thì em hỏi các chị em chốt kiểu gì, đúng không ạ? Đấy, thế nên là các chị nhớ comment cho em số điện thoại giúp em, mã và kèm số điện thoại để em chốt hàng nha. Ok anh Lê một cái. Hôm nay em nay từ từ để cho chị chế nhá. Mã số 1 này, ai lấy mã 1, chị nào lấy comment tay cho em, đây là mã 1. Mã số 1 và kèm số điện thoại, em khẳng định các chị luôn một điều rất là đẹp, siêu là đẹp luôn. Thế nên là các chị nhá, các chị nhớ là chốt hàng nhanh tay cho em. Ok Kim Anh một cái 1, ok chị luôn này. Chị nào thiếu mã 1 thì mình comment tay cho em. Bởi vì các chị phải biết rằng là khi mà em đã qua mã 1 thì các chị không muốn có được, em cũng không dám chốt lại nha các chị nha. Chị đã nhận được áo 40-50k bảy. Trời ơi cái nào cũng đẹp, em cảm ơn chị Hoa Dã Quỳ rất là nhiều. Em cảm ơn chị nha. Rồi ok chốt cho chị Huỳnh. Chốt cho chị nào đấy ạ, comment mã 1, đừng có comment bò bởi vì là đã đủ mốc rồi mà nhà em bán đúng không các chị ơi. Chưa đủ mốc thì là em không dám bán luôn. Quang ơi, quay quạt Quang ơi. Ok, chốt Mai Vũ một cái mã số 1, ok này. Rồi ok, chị Dương Dung một cái, Dương Nhung một cái mã 1. Ok chị, rồi còn chị nào thiếu mã 1 thì mình comment lên tay cho em, đây là mã 1. Chỉ có 19 một cái thôi nhưng siêu đẹp luôn. Các chị thật sự các chị không bao giờ mua được cái này đâu. Đây là tranh thủ khi mà em còn đang bán giá rất là rẻ. Và những cái hàng này ít nhất người ta bán được chợ chỉ ở 120 đến 130 nghìn. Em bán hàng em nói thật. Ok, chốt Nhi Lê một cái này. 19.000 là chưa đến 20.000 một cái đâu. Chưa đến 20.000 một chiếc cái đâu. Thế nên là các chị nhanh tay comment lên cho em mã 1. Mã 1 và kèm số lại cho em luôn nhá. Chị nào comment nhanh là bên em chốt cho các chị trước. Còn comment chậm tay là bên em không chốt nha. Ok Nguyễn Xuân một cái. Ok chị này. Quyền một cái. Ok cảm ơn chị nha. Rồi nhớ là comment nhanh tay cho em mã 1 19k. Hiện tại là còn có mấy cái mã 1 tôi là hết rồi. Đấy nhà em vẫn đang gọi điện chốt đơn nha. Ok chốt Hoàng Minh Nguyệt một cái mã 1. Ok chốt cho chị luôn. Rồi chị nào lấy mã 1 thì nhanh tay comment này. Yến Trần chốt hai cái đi mày. Rồi ôi. Em cảm ơn chị Kiều Toan nha. Em cảm ơn chị Kiều Toan rất là nhiều ấy, chị chưa? Áo chúc mùa mấy. Đúng rồi chỉ có mấy chục thôi nhưng mà bình thường người ta bán cái chị phải mấy trăm nghìn đấy thật. Đẹp mấy trăm nghìn người ta bán luôn. Ok tức là chị Diệu Tuệ ba cái ok hết. À Nguyễn Xuân một cái là hết. Rồi ok bây giờ đến lượt cái mã tiếp theo rất là đẹp luôn các chị này. Mã này siêu xinh luôn. Chị nào mà nhanh tay comment là sẽ được chốt mọi người. Mọi người lưu ý này. Cái mã này nó đẹp một cách kinh khủng khiếp luôn mà em nói thật. Em bán cho các chị bình thường là bán được cái giá là 80.000. Đây là giá em đã sale được các chị nha. Còn hôm nay này, ai chia sẻ like cho em, bên em sẽ bán cho các chị với giá chỉ có 50.000 một cái thôi. 50